Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay kênh quay trở lại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đến nhà vườn em Nghĩa Đặng nha. Có một cái lô phôi giấy đế rất là sạch, muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình. Và clip đầu mong quý cô chú anh chị em xem và ủng hộ nha. Rồi anh chào em. Chào quý cô chú anh chị em trên kênh. Hôm nay nhà vườn của em có lên một số phôi Mỹ, giao lưu với anh chị em, mong anh chị em ủng hộ. Rồi đầu tiên mình lên mã số 1 ha. Mã số 1 dạ, vô mã số 1 là cao là 43, hoành là 24, đế là 34. Dạ, mã số 1 em giao lưu với quý anh chị 200k. Bao phí ship toàn quốc quý cô chú. Bao phí ship toàn quốc. Rồi, mình đổi phôi luôn. Do clip đầu nên mình đo thông số sẵn nhưng mà đỡ tránh mất thời gian quý cô chú chị. Mã số 2. Dạ, mã số 2. Dạ, mã số 2 là cao 49, hoành 41, đế 40. Sổ đế 40 ha. Dạ. Giao lưu với các anh chị là 250 ạ. 250.000 bao phí vận chuyển toàn quốc. Rồi. Em lên mã số 3. Phôi một rễ à. Cao 64, cao 61, hoành 14, đế 40 ạ. Em giao lưu với mấy anh chị 180k. Mã số 4. Dạ, em lên mã số 4 ạ. Cao 99, hoành 22, đế 54, 58. Giao lưu với anh các anh chị là 150k. 550k. 550k nha quý cô chú anh chị em. Mã số 4. Phôi rất là quái à. Tiếp theo mã số 5 là một phôi một rễ à. Em lên mã số 5. Cao 66, hoành 22, đế 56. Em giao lưu với quý anh chị là 550k. Phôi một rễ co lắc rất là quái luôn. Dạ, em lên mã số 6, cao 59, hoành 25, đế 42. Giao lưu với quý anh chị là 450k miễn phí ship toàn quốc. Cây rất lực quý anh chị em. Em lên mã số 7, cao 58, hoành 26, đế 38. Em giao lưu với quý anh chị 600k miễn phí ship. Em lên tiếp mã số 8, cao 76, hoành 32, đế 53. Em giao lưu với quý anh chị là 800k. Phôi rất là đặc quý anh chị em. Và lô này da rất là sạch nha. Em lên tiếp mã số 9, cao 63, hoành 28, đế 54. Em giao lưu với quý anh chị là 700k miễn phí ship toàn quốc. Phôi này giống như một cái con tê giác quý anh chị em, rất là đẹp luôn. Đặc biệt thì clip đầu quý anh chị em mình xem không rõ thì có thể hỗ trợ hình ảnh qua số Zalo dùm phát tái ra, do lần đầu lên clip đó quý cô chú anh chị. Em lên mã số 10, cao 67, hoành 29, đế 50. Mà em giao lưu với mấy anh chị là 550k. Một rễ rất lực ha. Em lên mã số 11, cao 70, hoành 23, đế 54. Em giao lưu với cô chú anh chị là 550k. Đế ôm rất là đặc ha. Và sổ đế cao quý anh chị em. Em lên tiếp mã số 12, cao 56, hoành 24, đế 48. Em giao lưu với cô chú anh chị em là 350k miễn phí ship.
nhà mã số 13, cao 65, hoành 27, đế 40. Em giao lưu 450k ạ. Mã số 14, cao 66, hoành 24, đế 43. Em giao lưu với cô chú anh chị là 450k ạ. Con này rất là quái quá anh chị em. Nằm dài luôn ha. Này về mình vô chậu hộp xoài á. Em lên mã 15, cao 63, hoành 38, đế 37. Em giao lưu với cô chú anh chị là 300k ạ. Cây đặc biệt trên clip là bao phí ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Em lên mã số 16, cao 54, hoành 21, đế là 47. Một rễ à. Em giao lưu là 400k. Em lên mã số 17, đế cao là 25, hoành là 26, đế là 45. Em giao lưu là 400k. Em lên mã số 18, cao 65, hoành 25, đế là 40. Em giao lưu với cô chú anh chị là 450k, miễn phí ship toàn quốc. Đế rất là sạch quý anh chị, da rất là sáng à. Em lên mã số 19, cao là 63, hoành 20, đế là 57. Giá là 450k. Cây rất là đẹp quý anh chị. Em lên mã 20, cao 61, hoành 12, đế là 53. Em giao lưu với các cô chú anh chị là 250k. Một rễ quý anh chị, cò lắc á. Em lên tiếp mã 21, cao 63, hoành 34, đế là 38. Em giao lưu với cô chú các anh chị là 850k, miễn phí ship toàn quốc ạ. Thôi này đặt và lực nha quý cô chú anh chị. Em lên mã 22, cao 88, hoành 28, đế 45. Em giao lưu với cô chú anh chị là 550k ạ. Em lên mã 23, cao 66, hoành 17, đế 53. Em giao lưu với cô chú anh chị là 550k, miễn phí ship ạ. Thôi một rễ quý anh chị em, này mình chơi đổ vẫn được nha. Em lên tiếp mã 24, cao 74, hoành 32, đế 44. Em giao lưu với cô chú anh chị là 650k. Em lên mã 25, cao 60, hoành 22, đế 47. Em giao lưu với cô chú anh chị là 550k. Thôi rất là quái quá anh chị, một rễ à, cò lắc à. Em lên tiếp mã 26, cao là 150, hoành là 105, cao hoành là 39, đế là 40.
khoai này cốt cành cao nha quý anh chị. Giao lưu với anh chị là 700k à. Rất là đặc luôn. Em lên tiếp mã 27. À, cao 70, hoành 24, đế là 41. Em giao lưu là 650k. Em lên tiếp mã 28. Cao 59, hoành là 18, đế là 52. Một rễ của anh chị. Em giao lưu với anh chị là 300k miễn phí ship toàn quốc. Này mình chơi đổ vẫn được ha. Em lên tiếp mã 29. Cao là 76, hoành là 33, đế là 55. Em giao lưu với anh chị là 550k. Này nó có cái rễ treo giống như cái đuôi của anh chị em và phôi rất là lực nha. 550k bao phí ship. Em lên tới mã 30, cao 70, hoành 23, đế là 39. Em giao lưu với cô chú anh chị là 450k. Dạ, mã 31, cao 79, hoành 24, đế là 46. Em giao lưu với cô chú anh chị là 650k miễn phí ship toàn quốc. Em lên tiếp mã 32, cao là 68, hoành là 25, bộ đế là 51. Em giao lưu với cô chú anh chị là 600k. Đế là sổ đế nha quý cô chú anh chị. Và đặc biệt một rễ ha, nó có cái rễ con chịu rất là quái luôn. Em lên tới mã 33. Cao là 53, hoành là 18, đế là 43. Em giao lưu với cô chú anh chị là 250k. Một rễ trực bay ha. Dạ, mã 34, cao 58, hoành 29, đế là 35. Em giao lưu với cô chú anh chị là 380k miễn phí ship toàn quốc. Em lên tiếp mã 35, cao là 73, hoành là 22, đế là 48. Em giao lưu với cô chú anh chị là 400k. Em lên tiếp là mã 36, cao 52, hoành là 40, đế là 46. Em giao lưu với cô chú anh chị là 450k miễn phí ship toàn quốc. Phôi rất là quái bên chị em. Em lên tiếp mã 37, cao là 50, hoành là 28, đế là 39. Em giao lưu với cô chú anh chị là 350k. Phôi đặc à, lùng lực. Em lên tiếp mã 38, cao 66, hoành 25, đế là 36. Em giao lưu với cô chú anh chị là 400k. Em lên tiếp mã 39, cao là 53, hoành là 23, đế là 48. Em giao lưu với cô chú anh chị là 300k miễn phí ship toàn quốc. Dạ, rất là sáng ha. Em lên tiếp mã 40,
cao 59, hoành 25, đế là 42. Em giao lưu với cô chú anh chị là 450k. Nguyên cục thịt nạc đặc quý cho em. Đặc biệt da rất là sạch ha, không tì vết luôn. Em lên tiếp mã 41, cao 57, hoành 22, đế 41. Em giao lưu với cô chú anh chị là 350k. Em lên mã tiếp 42, cao 69, hoành 22, đế là 43. Em giao lưu với cô chú anh chị là 550k. Em lên tiếp mã 43, cao 56, hoành 20, đế là 39. Em giao lưu với cô chú anh chị là 300k, miễn phí ship mà. Em lên tiếp mã 44, cao 66, hoành 18, đế là 47. Em giao lưu với cô chú anh chị là 300k, miễn phí ship toàn quốc. Em lên tiếp mã 45, cao 71, hoành 22, đế 45. Em giao lưu với cô chú anh chị là 400k. Em lên tiếp là mã 46, cao 76, hoành 25, đế là 42. Em mã này được 400k. Giao lưu 400k quý anh chị, bao phí vận chuyển toàn quốc ha. Em lên tiếp mã 47, cao là 59, hoành 24, đế là 50. Em giao lưu với quý cô chú anh chị là 250k. Em lên tiếp mã 48, cao là 75, hoành 23, đế là 48. Em giao lưu với quý anh chị là 350k, miễn phí ship toàn quốc nè. Em lên mã 49, cao 64, hoành 23, đế là 46. Em giao lưu với quý anh chị là 450k. 450.000 của anh chị em, bao phí vận chuyển toàn quốc nha. Cây đế sạch đẹp ha. Dạ, em lên mã 50. Dạ, cao 50, cao 50, đế là 26, hoành là 44. Em giao lưu với quý anh chị là 350k. Mã 50 là mã cuối. Mong quý cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn của em. Em xin chào ạ. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo của nhà vườn Nghĩa Đặng nha. Và đặc biệt clip hôm nay lên lần đầu nên có hơi sơ sót của quý cô chú anh chị em mình xem bỏ qua ha. Hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo của nhà vườn nha.